Thưa cô bác, thưa bà con, tổng đài 19006145 của chúng tôi thì vừa mới nhận một câu hỏi của khán giả Phạm Văn Hải ở tỉnh Hưng Yên có số điện thoại là 0543, ba số cuối là 576 với nội dung như sau ạ. Tôi nghe nói là những người nuôi ong nội ở tỉnh Hòa Bình thì đã chuyển sang nuôi theo hướng nâng cao chất lượng mật ong và cho năng suất vượt trội. Vậy thì tôi xin nhờ chương trình hãy giúp cho tôi để tôi xem lại cái mô hình này để tôi tham khảo cách làm của người dân nơi đây. Vâng, thưa anh Hải thân mến, sau đây chúng tôi xin mời anh, mời cô bác và bà con quan tâm đến lĩnh vực này cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi để có thêm thông tin về mô hình nuôi ong này. Khu vườn này có hàng trăm gốc nhãn, vải cùng nhiều loài cây ăn trái khác. Tháng 4 cũng là thời điểm nhiều loại cây đơm hoa kết trái. Năng suất là vậy, thế nhưng chúng không phải được trồng để thu quả mà là để phục vụ những chú ong này. Tức là của nhà mình ví dụ nhãn hay là cái hoa quả đây là không có phun bất kỳ một cái loại thuốc nào hết, kể cả cái kích thích đậu quả. Chủ yếu là để cho ong nó kiếm mật thôi, chứ còn cái hoa quả này được cũng được mà chả được thì cũng không thành vấn đề. Đặt nuôi ong đúng vị trí, thức ăn tự nhiên, không kháng sinh, quay mật đúng thời điểm. Đó chính là những yếu tố tạo ra những giọt ong mật thơm ngon, đạt chất lượng cao. Rồi, em đã thấy những giọt mật đã bắn ra rồi ạ. Bắn ra chưa? Đấy. Cứ mỗi một lần quay mật như thế này thì mình thu được bao nhiêu lít ạ? Mỗi một lần như chạy ong này, không làm nhiều là được độ 300 lít, còn bình thường là độ 180 lít. Với 170 đàn ong, mỗi năm gia đình anh Hưng thu khoảng 3.500 đến 5.000 lít mật với giá bán 200.000 đồng một lít. Tổng thu nhập mỗi năm đàn ong mang lại cho gia đình anh khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại mô hình nuôi ong mật chất lượng cao đã nhân rộng tới các địa phương khác trong tỉnh. Theo thống kê, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khoảng trên 200 đàn ong, cao nhất có xã lên tới 2.000 đàn. Vâng. Một mô hình cách làm rất hay để nâng cao năng suất và chất lượng mật ong, phải không thưa cô bác và bà con? Còn bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục chương trình trả lời các câu hỏi khác. Xin trả lời khán giả Nguyễn Văn Hanh ở thành phố Hải Phòng có số điện thoại là 0979, ba số cuối là 781 hỏi như sau ạ. Tôi xin hỏi là nếu như tôi tiêm đồng bộ vaccine dịch tả vịt sau một ngày thì tiêm kháng thể chữa dịch tả và viêm gan ngan vịt KTV được hay không? Và nếu tiêm như vậy thì có làm hỏng miễn dịch của vaccine hay không? Xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Vâng, cái câu hỏi mà anh đưa ra thì theo chúng tôi anh hiểu sai vấn đề. Tức là có hiểu đấy nhưng mà lại hiểu sai vấn đề. Tại sao này tôi nói như vậy? Vấn đề thứ nhất là kháng thể chỉ có tác dụng là điều trị bệnh. Tức là khi mà đã có bệnh xảy ra thì người ta phải dùng kháng thể trước, rồi sau đó mới sử dụng vaccine, thì đấy là để điều trị bệnh. Thì tại sao vậy như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta tác động vaccine thì phải sau một khoảng thời gian nhất định thì nó mới tạo kháng thể để nó tiêu diệt cái mầm bệnh mà gây bệnh cho vật nuôi. Thế vậy thì kháng thể ở đây là tác động trực tiếp là vào cái là đã có kháng thể để gì nó diệt cái mầm bệnh đó rồi. Cho nên là trong cái thời gian để chờ cho vaccine tác động vào cơ thể sản sinh ra kháng thể thì cơ thể đã có cái kháng thể, đây người ta gọi là kháng thể bi động, đã tác động vào cho gì cơ thể để nó diệt cái mầm bệnh, cho nên là cái hiệu quả điều trị nó sẽ rất là cao. Thì đấy, do vậy là để điều trị bệnh thì người ta phải dùng kháng thể tiêm trước rồi sau đó mới dùng vaccine để tác động. Thế còn khi mà con vật chưa mắc bệnh, hay nói một cái khác là để phòng bệnh thì người ta chỉ sử dụng vaccine và tác động vaccine vào thì sau khoảng thời gian nhất định thì tùy theo. Và có những loại vaccine phải 10 ngày, có những loại vaccine 7 ngày, có những loại vaccine phải 15, 16 ngày v.v. Nhưng để phòng bệnh thì người ta sử dụng vaccine và chỉ dùng vaccine thôi chứ không dùng vaccine trước sau đó lại dùng kháng thể. Thì cái đấy là không ai ta dùng. Thì tại sao như vậy? Là nếu mà dùng như vậy thì chúng ta thấy là sẽ có cái phản ứng giữa kháng nguyên kháng thể ở trong cơ thể, như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tạo miễn dịch của cái vaccine đó hay là của kháng nguyên đối với cơ thể. Do vậy là anh cần phải hiểu là thứ nhất có bệnh thì phải điều trị bằng kháng thể trước rồi sau đó mới dùng vaccine, còn nếu chỉ phòng bệnh không thì chỉ dùng vaccine không chứ không dùng kháng thể. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Ngọc Thạch.